một nó một một hoài kể đi. Một hai, ok hai nè, ba là đập, cứ ba là đập không nói nhiều. Một hai ba. Ok chưa? Rồi. Lại đi khắp map rồi lại về Noria bỏ vào xe cái tạch rồi xong. Lên hai con đi sang nhà mẫu ở Loren hướng 12 giờ ý thăm bác mẫu rồi về đập. Giờ gọi Gobin nói chuyện rồi ngoan ơi, chị bỏ vào và bạp đập là ok hả? Gobin bảo F ba có cái nịt. Còn sao anh em à, anh em cứ tin tưởng ở em, anh em phải tin tưởng em chứ, ngồi không, anh em phải tin tưởng em, làm sao mà không tin tưởng nhau được, thấy chưa? Hay có ai hay hùng ấy anh Phương Âu Cha đi anh ơi. Em nghe người quá má ơi, em nghe người quá, bao nhiêu phần trăm vậy? Ủa sai lông, sai lông nữa nữa nữa. Ủa phải không ta, phải sai lông không? Cụm ngọc tâm linh một cái với một ngọc sáng tạo một cái, cụm ngọc tâm linh một cái, ủa cụm ngọc tâm linh một cái, một sáng tạo một cái, ủa là trời. Ê ngọc tâm lên một cái, ngọc sáng tạo một cái, có gì đâu, bao nhiêu phần trăm trời, coi coi tâm linh đi em, tháo cái quần DL ra đi, tháo cái quần DL ra. Bỏ quần hay bỏ quần cái đập hả? Ủa ủa mình đúng chưa ta, mình đúng chưa ta? À cái lông này không phải rồi, gì đâu không phải cái lông này, cánh ma thuật mà. Cre 10, cre 10 luôn hả? Ủa cái này đúng chưa mọi người? Cánh ma thuật. Cánh ma thuật cái là cánh hỏa thần. Ồ, cánh ma thuật đúng không ạ? Khoan 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 khoan. Cánh ma thuật hay cánh anh em nhanh. Ủa chứ nãy giờ anh ra nguyện vẫn còn xem hả? Ngọc sáng tạo một cái mà ai kêu Ngọc sáng tạo một cụm đâu em. Trời ơi, Ngọc sáng tạo một cái má ô. Kêu tôi một cụm, má dụ tôi hả? Tháo quần ra là lên á. Tháo cái quần ra. Rồi tháo cái quần ra nè. Ông kêu tháo cái quần ra mình chơi, mình tháo cái quần luôn. Còn chứ, hả? Ok. Chào anh Phan Mi Tôm Hy Vinh nha. Một cre mờ sụt. À trời ơi, ca ca mấy cái kia không bỏ vô được nguyên liệu 2.5 mà bỏ vô sao được. Ừ ha. Đọc mép quên. Quên 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 quên. À lên hôm trời. Nè anh em chú em đập năm miếng đôi chị hả? Anh em chú chị không biết nữa trời ơi. Ok anh đi làm đi anh. Như phần trăm em nãy giờ đi WC này không có xem được. Thầy nói nghe nè, nói nghe, nói nghe nè, nói nghe nè, ô 61% mà cao mà hắn quá chạy nước miếng. Canh cầu 63 đi em. Ồ canh cầu 63 bỏ vô tôi đập bà luôn, ông ơi ở đó mà ông kêu tôi canh cầu lên rồi hả? Lên không anh em, lên không em nghe sao mà nghe lạnh sống lưng quá. Má ơi người ta có nhiều, người ta bỏ vào người ta đập binh 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 binh. Gobin choáng váng, Gobin cho lên. Mình chỉ một cái thôi, Gobin nó không đủ đô. Đi một món nữa xem thử mát phần trăm là bao nhiêu. 70 anh, 70%. Trộm lúa, mò đồ đi. Ngồi à, mò cũng vậy thôi, không cần mò đâu anh ơi. Mò cũng vậy à, mò cũng tạch thôi à. Để em thở miếng, chuẩn bị lúa về. Để em thở miếng, thí thí, thở miếng. Từ qua lớp 4 chơi nè, rồi về là lớp 7 nè, ghé Cà Mau nè, qua 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 Cần Thơ rồi về về Bến Ninh Kiều rồi ghé qua Noria. Ok. Ok xem cá thử làm mà lắm một cô đơn trường thật tô mà đập rớt cái là tôi offline luôn. Rồi
56 rồi nè. 1 1 1 nó 1 1 hoài kể đi. 1 2. Ok 2 nè. 3 là đập, cứ 3 là đập không nói nhiều. 1 2 3. Hay quá em ơi. Hay quá. Trời ơi, đứa nào đập mà hay dữ vậy trời. Hay. Ôi. Trời ơi. Anh em hiểu không? Cái đẳng cấp rồi, nó là cái đẳng cấp rồi anh em hiểu không? Nó phải là đẳng cấp, ok chưa? Anh em hiểu chưa? Đẳng cấp, chù đẳng cấp nha. Anh em biết cái tên là đẳng cấp mà xây mà Long Vũ con đo chưa? Úi trời ơi là trời. Lấy ra công cấp điện thì là tôi mà ăn. Oh, oh my god. Tin anh đi, nay là ngày của em. Ồ oh, đúng là ngày của em luôn. Má ơi, lên Long Vũ con đo nè, úi trời ơi. Siêu phẩm Win 3 đầu tiên server nè, vỗ tay chị giờ này xây bưng ba lấy gì xây. Mà thôi từ từ xây ông ơi, trời ơi tầm này mình lấy cái này xây Long Vũ luôn. Anh em qua phá lai định mập. Anh nói chuyện với Gobin gọi mà gì ghê vậy trời. Ồ, đỏ thật sự luôn má ơi. À Long Vũ con đo giả mang thiệt, thôi đừng xây nữa em, cao bán đi lấy tiền mua đồ tết. Thôi lấy tiền đi mua đồ tết mà. Chơi kỳ coi cái đã. Thôi đi làm đây. Ok anh, cảm ơn anh Trung Nguyễn nha. Đi làm vui vẻ nha anh. Quá đỏ luôn á. Ủa hôm nay quá đỏ. Nào là Seven 2 Say 2.5. Ôi là con lên nó vô con đo nữa. Trời ơi, bù lại biết bao nhiêu ngày đen tối của tôi trời. Chị Tâm Linh không mặc quần lên Long Vũ con đo. Không mặc quần thiệt. Ổng kêu bỏ cái quần ra đi. Mình bỏ cái quần ra giống y như ổng kêu, ổng nói là bỏ cái quần ra đi nó lên. Đang tỏ quay luôn đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Một đồ thần cùi 7 nữa cho nó mát 70% luôn em. Lên bà đó Long Vũ con đo rồi. Giờ đồ thần cùi gì nữa anh Trần Thế Anh. Em lên Long Vũ con đo rồi nè. Không có cần phải bỏ gì nữa hết trơn á. Hồi tới kẻ không nổi vậy luôn. Hôm nay anh thấy sự V kép với số 3 trên mặt em á. Nghĩa số 3 quên 3 à. Này quên 3 luôn đi em. Quên 3 hả? Ôi trời ơi, em nghĩ sao giờ sao quên 3? Vừa mới xây lên Long Vũ con đo sao quên 3 hả? Sao mà chịu nổi. Giờ là tài sản của em đó, anh muốn làm gì thì làm em nha. Anh tặng em luôn hả? Oh my god. Cảm ơn anh Phương nhiều nha. Trời ơi, donate có tâm nhất hệ mặt trời. Thế ổng vừa cho mình hai cái lông kia xây, bây giờ cho thêm cả cái này, cho thêm cái lông vũ được xây nữa. Trời ơi, cho thêm cả cái lông vũ con đo luôn. Kinh. Thôi để mai làm clip. Em chào anh Toàn Phương nha. Mà, ủa thế bạn Phương cho mình cái Win 2.5 mà. Lên Win 3 luôn đi. Không thể nào lên Win 3 được. Không thể nào lên Win 3 được. Giờ mà có linh hồn chắc lên Win 3 luôn. Sau khi qua thi đấu còn lát đi. Rồi mình mới lên Win 3 được nè mà. Tầm này sau Win 3 mà chỉ có chết mà thôi. Tầm này chỉ có Long Vũ Condo lên được. Mà một trong những cái chuyện hy hữu là xây một, xây một bộ Long Vũ Condo mà lên luôn là một chuyện hy hữu vô cùng luôn. Nhân phẩm em giờ âm vô cùng rồi em à. Nhân phẩm giờ âm vô cực luôn. Mai chơi trò bỏ cửa chuồng đi. Ô má trưởng thì má ơi, ổng bảo là bỏ cái quần ra nó lên thật kinh. Ừ đã mang quá tay quân ba đi đang hơn đấy. Không được đâu anh ơi, anh hơn thì biết là hơn rồi đấy, nhưng mà khi nào nó xây được á thì tất nhiên là xây được, còn khi nào mà không xây được thì không xây được. Bên chung có linh hồn kìa. Không được đâu, em bảo đảm là xây thật thật, em đảm bảo luôn. Chờ vài hôm nữa đi rồi mình xây lên, mình xây quân ba. Anh sau cô lập xây 20 cái rồi. Anh gom Long Vũ Condo anh xây 20 cái rồi. Không lên. Đập Win 3 luôn làm cái đầu tiên server. Không dễ đâu. Những cái gì mà đầu tiên thường là nó phải dạng như những cái gì mà đầu tiên của server thường là nó toan lắm anh em ạ. Giao bán 10 lông đi. Ờ đang hơn để rẻ anh cái Win 2 đi 200.000. Anh đúng. Anh đúng biết đón thời điểm luôn á. Win 2 nào cho ông mà 200.000. Hôm nay này hả? Hôm nay nắc người ta 200 ngàn.
Tính bây giờ, ngày mai mua đi em xe cho. Ngày đó em lên. Được đâu, em thề em hứa trên tiểu uy tín luôn. Tạm này mà anh em dám đền cho em cái lòng đi, em dám lấy lòng sang bên ba cho anh em coi có lên không. Không bao giờ lên 100%. Rồi anh em nói đi, giờ anh em trên live stream gom góp cho em đi, anh em gom góp là anh em nói mà em xây cái lông này cho anh em đi. Nếu mà em xây cái lông này mà ví dụ có tạch thì anh em donate ngược lại cho em tiền cái lông này. Em thề em lấy cái lông này em xây luôn nha. Lên là nhờ viên cờ re của tôi đấy các ông ạ. À. Má đúng viên cờ re, ai anh đưa ngoan lại hên. Oh my god. Không lên 100%, thấy chưa? Mà anh chưa ghê biết mà, tầm này làm gì mà lên được bên ba anh em. Khó lắm, mình cất vào đây thôi cho người ta vào like, người ta nhìn người ta chảy nước miếng thôi. Đổi 15 không em say tiếp thân thầm đang phạm nha. Chủ anh sao mà anh hay thế. 15 á, 15 mới chứ, sao 15 nhờ. Với lại đổi được nhiều nhiều anh cho em like thì cũng ok.